Alo, alo. À, xin chào. Alo. Xin chào tất cả các anh chị. Tôi là Hữu Long đến từ tạp chí topshow.vn. Thì tôi có hai câu hỏi thứ nhất tôi xin dành cho ban. Sau ngày sơ khảo mùng 10 tháng 6 vừa rồi thì tổ chức đánh giá chất lượng thí sinh năm nay như thế nào? Và câu hỏi thứ hai tôi xin dành cho Đỗ Mỹ Linh, đó là ngồi trên ghế nóng với vai trò cầm cân nảy mực khi vẫn còn là đương kim hoa hậu thì cảm giác của Đỗ Mỹ Linh như thế nào ạ? Tôi xin hết ạ. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào tới tất cả các anh chị báo chí đang có mặt tại buổi họp báo ngày hôm nay. Thật ra thì khi mà nhận được lời mời từ phía ban tổ chức để có thể trở thành ban giám khảo của cuộc thi năm nay thì đấy là một cái bất ngờ nhưng cũng là một cái vinh dự rất là lớn cho em khi mà đây là lần đầu tiên mà đương kim hoa hậu ngồi với vị trí ban giám khảo. Thì cảm xúc của em thì đấy là rất là vinh dự và rất là vui khi mà ban tổ chức đã tin tưởng mình nhiều đến như thế. Và cũng là một cái áp lực rất lớn khi mà ngồi cùng với cả các cô chú, các anh chị là những người có kinh nghiệm rất là nhiều năm trong việc tìm ra một hoa hậu. Thì em nghĩ rằng là cái việc mà lần đầu tiên ngồi như thế này thì nó cũng là một cái áp lực, tuy nhiên nó cũng là một cái lợi thế cho em khi mà mình có thể có được những cái nhìn của một người trẻ, của một hoa hậu khi mà trong vòng 2 năm qua mình đã có những cái kinh nghiệm. Và cũng có thể tức là em cũng có thể hiểu các bạn thí sinh hơn và cũng có thể chia sẻ với các bạn ấy những cái gì mà mình đã từng trải qua, thì em nghĩ rằng là đấy sẽ là một cái đánh giá khách quan hơn và sẽ tìm ra được một hoa hậu xứng đáng cho năm nay. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của phóng viên. Tôi vinh dự khi là tổng đạo diễn của Hò Việt Nam nhiều mùa liên tiếp, và năm nay là một cái sự kiện rất đặc biệt kỷ niệm 30 năm. Thì vòng thi đầu tiên gọi là khai hội cho cái mùa nhan sắc năm 2018 là đêm chung khảo miền Nam sắp tới tại FLC Quy Nhơn. Thì tôi đã đặt cái concept cho cái đêm đó là Hương, chỉ một cái chữ rất là ngắn gọn thôi. Nhưng mà nó hàm chứa trong đó cũng rất là nhiều những cái điều ước muốn, cái mong muốn của riêng tôi cũng như là ban tổ chức đối với các thí sinh. Đối với Hương thì chúng ta sẽ nghĩ đến là hương sắc hoặc là hương của rất nhiều những cái loài hoa trong một cái vườn hương sắc như vậy cùng hội tụ lại với nhau trong một cái đêm thi chung khảo miền Nam. Thì chúng ta có chung khảo miền Nam rồi chung khảo miền Bắc, cho nên là trong việc brainstorm ý tưởng, cái concept, idea ra như thế nào cho nó thật là hấp dẫn và nó cũng có những nét khác biệt hấp dẫn cho khán giả, thì đó cũng là một cái thử thách. Thì cái sân khấu với những cái suy nghĩ như vậy thì tôi cũng sử dụng những cái biểu tượng của các loài hoa sẽ xuất hiện trong cái đêm nay. Xuất hiện như thế nào để tôn vinh các phần trình diễn của thí sinh cũng là điều mà tôi mong muốn hướng tới. Vì trong một cuộc thi thì cũng theo cái format cũng sẽ trình diễn là các phần áo dài, áo tắm và dạ hội. Đó, những phần cơ bản như vậy. Và trong thời gian tập trung cũng khá là ngắn ngủi, thì làm sao để có thể giúp cho các em thí sinh tập luyện, chỉnh chu để có thể có những cái bước trình diễn trên sân khấu thật là chuyên nghiệp, thật là tự tin. Thì tôi cùng với ekip cũng đã và đang lên những cái phương án để tập luyện. Với cái nghĩa là hương thì tôi cũng quan niệm là đối với một người thiếu nữ, một người con gái Việt Nam thì không những có sắc mà chúng ta cũng phải có hương. Hương là những cái gì, những cái tố chất của chúng ta. Ngày nay thì chúng ta hay có cái câu là quan trọng là thần thái, đúng không ạ? Thần thái thì nó không chỉ là cái diện mạo bên ngoài, chúng ta ăn mặc thật đẹp hoặc là pose một cái dáng thật là sang chảnh thì nó ra thần thái đâu, mà thần thái nó sẽ là cái cốt cách bên trong, cái tính cách, cái tâm hồn của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ toát ra ở phía bên ngoài như vậy. Cho nên là cái ý nghĩa của nó thì cũng rất là lãng mạn và nó cũng rất là thực tế. Ngoài cái đêm diễn ra thì những cái hoạt động đồng hành bên lề, như quý vị biết là về miền đất võ Bình Định thì chúng tôi cũng sẽ có một số hoạt động cũng rất là thú vị để thí sinh có thể góp phần quảng bá về những cái du lịch, những cái yếu tố về văn hóa của từng vùng miền. Và sau cái đêm chung khảo thì thí sinh cũng sẽ rất là bận rộn, sẽ bước ngay vào phần bốc thăm
để chọn những dự án nhân ái, và các em sẽ lên đường để làm bắt tay vào những cái dự án nhân ái đó ngay, và sẽ ghi hình để kịp phát sóng trên VTV. Đó thì là một số cái hoạt động mà tôi có thể sơ phát ra như vậy. Còn chi tiết như thế nào thì mong chúng ta hãy cùng ủng hộ cho và đón đợi trong đêm chung khảo Việt Nam sắp tới. Xin cảm ơn. Xin được mời câu hỏi tiếp theo ạ.